suốt cái quá trình ôn thi đại học thì cái khoảng thời gian đấy cũng là một cái khoảng thời gian khó khăn nhất đối với em. Ở cái thời điểm đấy là cái khoảng thời gian nắng nóng thì bố em lại hay lên cơn phát bệnh nhất, thậm chí là bố vứt hết sách vở các thứ của em xuống và bố mắng chửi em với những cái câu mà làm em cảm thấy thật sự tổn thương. Bố nói với em rằng tao sẽ không nuôi mày ăn học nữa, mày học tốn tiền của tao. Lúc đấy em cảm thấy rất buồn. Chỉ với con đường học tập thì em mới có thể giúp đỡ gia đình. Em đã được 27,25 điểm vào được trường kinh tế quốc dân để có một số tiền ít ỏi để cho em nhập học. Từ đấy thì mẹ em cũng đã rất khó khăn, thì lúc đấy mẹ cũng đã phải ngừng thuốc một thời gian vì bị xơ gan nên là bệnh nó tái phát nặng hơn. Do các chi phí sinh hoạt, chi phí học tập của mình đã làm gánh nặng cho gia đình, với cái số tiền mà em đi dạy thêm thì nó không đủ trang trải. Cháu có thể kể cho mọi người ở trong đoàn nghe là cái lý do nào mà cháu lại có thể vượt qua được cái khó khăn như vậy? Lý do để cháu có được như ngày hôm nay là một phần là do hoàn cảnh thôi thúc cháu là phải cố gắng học tập thật tốt. Trường kinh tế quốc dân có nhiều khoa thì sao cháu lại chọn? Cháu rất thích môn toán nên là cháu thấy là khoa kế toán là phù hợp nhất với cháu. Bạn lãnh đạo của BMG mới quyết định trao tặng cho cháu một cái phần học bổng trị giá là 20 triệu đồng. Cháu có thể tiếp tục phát huy cái khả năng của cháu và những kết quả tốt nhất. Chú thậm chí là còn mong rằng là một ngày nào đó chú có thể chào đón Phượng như là một cộng sự hoặc là một đồng nghiệp của BMG. Đây là cái phần quà mà sẽ tặng cho cháu. Em cảm ơn KBNG rất nhiều. Thì em xin hứa là sẽ cố gắng nỗ lực hết sức để không phụ lòng bố mẹ, không phụ lòng tất cả mọi người đã dành cho em ạ. Em sinh ra trong một gia đình cũng khó khăn, từ nhỏ sinh ra đã không có cha. Mẹ thì bị bệnh nặng, không có sức lao động, từ nhỏ em phải sống phải dựa nhờ vào ông bà. Chị Hồng thuộc công ty KPMG và các bạn công ty KPMG hôm nay đến thăm gia đình, và tụi chị cũng biết em thông qua Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh. Mình có thể chia sẻ với các bạn thêm về cái cuộc sống và cái tình hình học tập của em hiện tại. Từ nhỏ sau những giờ học vất vả thì em cũng xin vào những quán cà phê vỉa hè, em cũng xin làm phù hồ cho đến khi em thi đậu vào trường đại học luật. Vì gia đình hoàn cảnh khó khăn nên em có ý định không học, nhưng với sự động viên của ông bà mẹ và các cô chú, em lại tiếp bước trên con đường học tập của mình. Và em mong rằng sau này em sẽ có một công việc ổn định để phụ giúp cho ông bà và mẹ. Hôm nay công ty KPMG và tập thể nhân viên có một cái phần bất ngờ cho em. Hiện tại thì đây là một phần học bổng để mong hỗ trợ em trong cuộc sống khó khăn, và mong em sẽ luôn luôn nỗ lực để mà tiếp bước trên con đường học vấn của mình. Giống chị Hồng vừa nói á, bên anh chị á đến đây hôm nay với một học bổng với giá trị 20 triệu để tặng cho em. Em cảm ơn anh chị rất nhiều. Em xin hứa là sẽ dành số tiền này để phục vụ trên con đường học tập